Kênh Lưu Nguyễn mến chào quý bà con nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình giao lưu hoa giấy ghép thành phẩm nha bà con, đến với nhà vườn anh Văn Giang. Chi tiết liên hệ với nhà vườn thì bà con hãy liên hệ với số điện thoại dưới góc trái màn hình để gặp anh Văn Giang trực tiếp hơn nha. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với anh Giang ạ. Rồi, chào anh Văn Giang. Rồi, chào bà con gần xa ha, như đại gia đình mình luôn ha. Chào anh Liêm. Nay em có số hoa giấy như trên hình thì giao lưu phục vụ cái nhà mình nha cả nhà. Ở cái nhà trang trí lựa chọn ha, mỗi màu yêu thích của mình nha. Đầu tiên là cây hai màu của nhà mình đó, đỏ lửa và tím lửa ha. À, có bông tím lửa, cây đỏ lửa này đang ngủ lai rai nè ha. À, tím lửa đây chuẩn bị rộ nè, đỏ lửa, tím lửa và đỏ lửa. Cây này nó lâu quá nên cái tàn bự kia nè, một cốt luôn ha, cao tới đây là như tính 1 mét đi. Cái ngang này cũng giữ thừa, ngang 95 à, cao mít ngang 95. Giờ em đo ngay chỗ cái cổ nhỏ này trước kia ha. Cổ nhỏ này là 14 à, anh thấy cổ bự này dưới cái rễ nó nằm dưới cái chậu vậy luôn. Rễ này là 18 rưỡi gần 19 cái nhà mình á. Một cốt một chọt lên luôn ha. Lắc lượng ha. Đó, một cốt lắc lượng một chọt lên vậy luôn. Dưới này thì nó nằm ngang, cái đi thẳng lên, co là thẳng. Này về cái nhà mình sửa cũng được nha, đủ lắc luôn này ta. Rồi, ở rễ nằm còn sâu đen quá nè. Chọt dưới, chọt lắc nè. Đỡ gì lên được ha. Đó. Mã số 1 xin lưu cái nhà mình là 350k cả nhà mình ơi. 350. Cho cái hai màu ha. Mình bao ship giữ chậu luôn hả nha. Bao ship giữ chậu cho cả nhà mình luôn nha nha. Đó, rồi. Tàn thùm lum gì luôn. Đỏ lửa là tím lửa hai màu cả nhà. Mã số 1 ạ. Bông rất là đậm đẹp luôn. Cái này thấy con màu à. Trên luôn đi. Tàn này quá xa, nó cũng một cốt lắc nha cả nhà. Đó, lắc 4 nhánh vậy nè. Cây này đỏ lửa ha. Đỏ lửa. Màu. Mã số 2 này cũng đang búp nụ nữa bà con ơi. Đang có nụ nhiều ha, lâm chẩm nè. Rất là đẹp luôn. Bông rất là đậm màu. Tàn hết thế nè. Này mùa nắng nó đã lắm nha. Cao nó 90. Ta ngang gì mà nó không có xé hả? Tàn tùm lum. Ngang là 1m1 là đó. Cao 90 ngang 1m1 cả nha. Tàn thùm lum vậy luôn. Một rễ. Cũng một rễ nó lắc vô luôn nè. Vành cổ là đâu mấy nè, 15 ạ. Đó, quá xa à. Cái này xin lưu cái nhà mình là 300k cái nhà mình đó. 300k mã số 2 cái đỏ lửa vậy ha. Tàn phùng xe vậy nè. Đó, mã số 2 ạ. Mã số 3 à, màu truyền thống quen thuộc luôn. Tím bướm là mã số 3. Là cao rồi đó. Cây này có một bo một nha. Cao đây là 80. Ngang đây 75. Đây có một bo một mà lên cái thơm tàn. Có một bo thơm tàn vậy cả nhà. Dạ. Tầm một hai nước nó đặc dữ lắm, đặc luôn. Vành cổ 14, đế này nó cũng đặc dài luôn nghe cả nhà. Vành cổ cho eo nhỏ là 14 nghe. Mã số 3. Cây dáng bài. Dáng bài lắc lượng luôn. Cái tím bướm xin lưu nhà mình là 300k cả nhà mình ơi. 300k. Cái tím bướm mã số 3 gốc rễ như trên hình vậy luôn ha. Mã số 3. Mã số 1. Mưa nặng quá. Số 4. Cây này ghép được hai màu. Trắng và màu tím tuyết. Hai màu đó nha, trắng tuyết và tím tuyết ạ. À. Cao đây là 75. Ngang này 65. Rồi chỗ một nhánh này đi ha. Một nhánh này là 14 ạ. À. Còn hai nhánh này là nó dữ lắm rồi, 22. Nguyên cụm bệ 22. Nguyên bệ này 22 hơn, gần 23 luôn ạ. Mã số 4. Cái trắng tuyết và tím tuyết như luôn nhà mình là 350k cái nhà mình á. 350. Hai bò, hai bò đế như đặt như cái hình luôn nghe cả nhà. Mã số 4 ha. Dạ, thêm mã số 5. Một. Một tông cao luôn ha. Tím pháp đang rực rỡ luôn nha. Đó.
quá xá bông luôn rồi, bông nha cả nhà, một bo một duy nhất luôn, xuống nằm dáng trực đứng luôn ha, mắt sẽ chịu nó yếu vậy, cao nó là 95, ngăn là 70, hoành cổ đây là 14 cái nhà mình đây. Mã số 50 tiếng Pháp, à, đế này cũng như trên hình vậy luôn nha. Dẫn 300k mã số 50 tiếng Pháp vậy nghe cả nhà. À, mã số 5 ha. Mã số 5, rồi. Thẳng gan luôn ha. Mã số 6. Đặt dòng này xiên bông thiệt quá. Đặt búp còn là mới có ra đọt non là có bông theo đã. Số 6 là cái này à. Một màu tím tiết cả nhà. Tôm tàn đặc hư ha. Tím tiết đặc thiệt. Ô này một bo một luôn nha bà con. Cao nó 73. Ngang nó 75. Có một bo một mà. Một, đúng, một bo luôn. Thường bo duy nhất tàn. Này nuôi nó dữ lắm lâu à. Bành cổ 18 mà. Đó có cái lắc đã nhìn nè. À, mã số 6 cả nhà. Tím tiết ha. 350k mã số 6 cả nhà mình đây. Dầm nãy rất siêu qua, có đọt non là có bông búp theo luôn nha cả nhà. Mới cuôn đặt nó có bông theo luôn. 350 cho mã số 6 nè. Tiêm tiết. Rồi, trên mã số 7. Tiêm bướm. Tiêm bướm ạ. Bông quá dữ luôn. Quá búp của bông. Này à, nuôi lâu nè, có bo mà cũng con bo. Dính bự lắm rồi. Cao là 75. Ngang là 70. Hoành cổ đây là 13 rưỡi gần 14. Ừ, một bo mở nở liền luôn, liền thịt luôn ha. Mã số 7. Tiếng Pháp trên lưu của nhà mình là 290k cả nhà mình đây. Ủa tiếng bướm. 290. Cho tiếng bướm mã số 7 cả nhà. Mã số 8. Cái tam sắc ha. Ba màu. Là tím bướm, hồng găng và lon tím, tím như là phun quần lửa cả nhà. À. Mã số 8. Tam sắc ha. Đó là thái tạng đây, thái đế nè. Đấy. Cao đây là 6, tính 65 thôi. Ngàn nó 60. Khổ chỗ này là 21 cả nhà mình ơi. Cục đế như trên hình luôn ha. Mã số 8. Cái này xin lưu cái nhà mình là 300k thôi cái nhà mình đó. 3 màu. 3 màu. 300. Mua 1 được 3 cái nhà. Rồi. 300k mã số 8. 3 màu là tím bướm nè, lon tím là cũng nguồn lửa cả nhà. Ở đây là hồng găng nè. Đó, được 3 màu. Tiếp nữa kìa. Mã số 9. Cũng 3 màu luôn. Cũng 3 màu vậy luôn nha cả nhà. À, mà cái này lon tím nó đang gộ dữ lắm nè. Đó nha. Đây thì tím bướm. Đây thì hồng găng. Hồng găng thì chưa. Mã số 9. Mua 1 được 3 luôn. Và cao 75. Ngang 70. Tàn đặc luôn nè. Không bằng kỳ không. Hoành cổ là 15 cả nhà mình ơi. À, dẫn 300k cho mã số 9 này luôn cả nhà mình đó. 300k cho 3 màu. 3 màu luôn ạ. Rồi. Quá đẹp. Cây đang rộ bông nụ luôn. Đó. Thế mã số 10, tím bướm một thằng đèn luôn. Đứng sững luôn hả? Búp đàn búp cả nhà. Cao đây là 7 mét chính xác à, 77 à. Ngang nó là 70. Hoành cổ đây là 12 cái nhà mình đây. Đó, một chọt lớn nhìn đứng sững thiền sinh nè. Đó. Hai bo này tính như không có nó rớt à. Còn nữa cắt cộng bo này nha cả nhà. Cái này chính như luôn cái nhà mình là 230k thôi á. 230. Rồi. Cho cái tím bướm mã số 10 nha cả nhà. Có cây duy nhất một chọt cái đứng thẳng vậy luôn. À,
Mã số 10 rồi. Một cốt hơi lắc xíu. Mã 11. Đây. Một màu lửa. Phụng hoàng lửa. Lon tím. Một màu nha, phụng hoàng lửa như lon tím nha cả nhà. Chiều cao là 70 ạ. Tán ngang 70. Cây đang nụ luôn ha. Đang nụ, đang bứt đỏ lắm nè, đỏ thấy không? Nè. Bứt chi chích hết nè. Cục đế này thì nó cũng lực ha. Hoành cổ đây là 130 mấy gì à? Hoành cổ đây là 17 cái nhà mình ơi, 17 hơn luôn ạ. À. Cái lon tím này xin lưu cái nhà mình là 280k ha. Cây này có một bo một duy nhất. Một bo duy nhất như đặc thù luôn nha. 280 cái lon tím là số 11 cả nhà. Cây tàn cũng dày tàn, dáng cũng lùng lực. Mã số 12 cũng vậy luôn. Này là ba màu cả nha, tam sắc ạ. À. Lập tím bướm nè. Lon tím nó đang búp dữ lắm nè, với hồng găng ha. Hồng găng cũng đang lên nụ ha. Mã số 12. Cao là 65. Ngang 67. Ờ đấy như trên hình luôn ha, để em đo cái em quay cho nhà mình thấy. Mình cổ nó là 13 rưỡi ạ. Rồi. Mã số 12. Tam sắc như luôn cái nhà mình là 280k cái nhà mình đó. 280. Cho cái ba màu gì ha. Rồi. Đây, mã số 12 ạ. Mã số 13. Này nhị. Hết tam tới nhị luôn. Nhị sắc cả nhà. Tím bướm và hồng găng ạ. À. Đó, hai màu nổi luôn nha. Mã số 13. Tím bướm và hồng găng cả nhà. Đang búp đỡ lắm nè. Cao 70. Ngang nè. 70. Bành cổ là 14 cái nhà mình đây. À, đế như trên hình luôn ha. Nó lắng 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 lắc vậy nè. Mã 13. Hồng găng và tím bướm này xin cho đuôi nhà mình là 280k luôn cái nhà mình đó. 280. Rồi. Cho mã số 13. Mã số 14. Ôi cái tàn nè. Cái này thì được tam sắc. Này đang búp đều hết luôn này. Tím bướm đang búp dữ lắm đã ha. Này hồng găng đang búp luôn. Này là lon tím. Đó. Ba màu. Ba màu luôn nha cả nhà. Cao là 70. Ngang là 70. Hoành cổ đây là 18 cái nhà mình đó. Đó. Một cục gì luôn ha. Được hai ghế vậy ha. Cây mã số 14. Cái này xin lưu cái nhà mình là 300k ha. 300k. Ba màu. Cho cái ba màu vậy nha cả nhà. Đúng mà ba mặt hoa luôn ha. Đúng ba màu đủ luôn nè. Hồng găng lon tím và tím bướm nha. Mã số 14 ạ. À. Ôi nặng chưa. Rồi lên hai cây nữa kìa. 15. Mã số 15. Tím bướm cây lùng lực luôn. Đang đang hoa. Hoa này nó già. Đang hoa đúng rồi. Già. Sắp trở về cội ha. Sắp rụng về cội. Cao đây là 70, ngang 70 là cái gửi nha cái nhà, đầu gửi ha, ghép đầu gửi mở dính đây nè. Này có một bo một duy nhất, bo duy nhất luôn. Bành cổ đầu gửi là 21 nha cái nhà, là một bo một bo duy nhất luôn nha. Lên cái đầu gửi ha. Cái cục bonsai như vậy đầu gửi này, mã số 15 cả nhà, là 340k ha. 340 cho cái tím bướm gửi vậy nghe cả nhà. Rồi. 340 mã số 15 ạ. À. Ờ, mã số 16. Này là ba màu. Cành vàng lá ngọc. Lon tím. Lon tím. Là tím bướm. Tím bướm. Ừ, có được cành vàng lá ngọc thì chưa có bông ha. Bốn màu luôn anh chị ơi. Có này hồng găng. Hồng găng, hồng găng, tứ sắc. Tứ sắc.
là số 16. Đầu loại này tứ sắc ha, hồng gan long tím, tím bướm cành vàng lá ngọc cả nhà, mã số 16 ha, tứ sắc, cao đó là 73, ngang là 70. Này bự ha, cành cổ là 20 cái nhà mình ơi, đến nơi ba cộng nó chấm gom vậy ha. Mã số 16, cái này xin lưu nhầm là 340k ha, 340 mã số 16. Cây nó ra mã số 17, bước cái này nó chót ra đỏ lửa, đỏ lửa cái nhà mình đây, cây cũng đang bóp nụ luôn. Cái này cao là 90, ngang 90, mình có đây là 13 cả nhà mình ơi, cao 90, ngang 90 cả nhà, mình có 13, mã số 17, đỏ lửa trên lưu cả nhà mình là 200k cả nhà mình ơi, 200k, 200k cho mã chót cái đỏ lửa nghe cả nhà. Rồi rồi, nhà vườn Văn Giang em chân thành cảm ơn cả nhà như đại gia đình gần xa mình luôn ha. Cả nhà có hợp nhãn mã số nào cái alo, số điện thoại của em là 0795428752 nha. Rồi chào cả nhà. Rồi, mình chào Văn Giang luôn nha. Chào bà con. Mến chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ ha. Và hy vọng bà con sẽ hợp nhãn và chốt những cái mã số vừa rồi nha. Liên hệ với số điện thoại trực tiếp ở dưới góc trái phía dưới màn hình nha bà con. Bye bye bà con nha.